Tiêu Thần một trong những cường giả của Tiêu gia ngàn năm trước đang vào địa bàn Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bởi vì thực lực bản thân không đủ, bị Tịnh Liên Yêu Hỏa vây ở không gian yêu hỏa trong, đã trở thành khôi lỗi Tịnh Liên Yêu Hỏa, linh hồn bị ăn mòn hầu như không còn. Còn lại khôi lỗi thể xác thủ hộ không gian yêu hỏa. Ta là ai? Ta là Tiêu Thần. Không gian yêu hỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa, ta đây là bị vây ở không gian yêu hỏa nữa à? Theo sức mạnh của Tiêu Thần trong trí nhớ, trước mắt là đánh không lại Tịnh Liên Yêu Hỏa, năm sao đầu thánh ở trước mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa, trực tiếp lần nữa bị gục. Linh hồn kiểm tra thấy túc chủ dục vọng cầu sinh, để giúp túc chủ khống chế Tiêu Thần thân thể, hệ thống lựa chọn vô địch cung cấp cho ngài 3 lựa chọn: một, kích bại Tịnh Liên Yêu Hỏa, hấp thu Tịnh Liên Yêu Hỏa, quên quá khứ, thoát khỏi không gian yêu hỏa; hai, dựa vào sức mạnh hệ thống đánh vỡ không gian yêu hỏa, quên quá khứ, thoát khỏi lấy lửa khống chế; 3, tiếp tục ngụy trang, hèn mọn trưởng thành. Nhìn năm qua ta lạc vào mảnh không gian yêu hỏa này, Kim Liên Yêu Hỏa không nói lời gì liền xâm nhập linh hồn ta, trở thành hỏa nô bên trong. Không báo thù này, Tiêu Thần ta còn có mặt mũi gì tại đây? Đầu khí thống kích ngang dọc, năm đó tuy rằng đã thất bại bị khống chế, hôm nay ông trời ban cho ta cơ hội xoay chuyển, hơn nữa hệ thống hỗ trợ, ta nhất định sẽ không thất bại, lấy bạo chế bạo, phù hợp với phong cách của huyết phủ. Ta cảm thấy được đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa, cô rửa linh hồn năm đó bị ăn mòn nhục, dù cho quên toàn bộ sẽ không tiếc. Kiếp này ta sẽ thay Tiêu Thần chân chính thăng chức đầu đế. Ta là Tiêu Thần, Tiêu tộc lão tổ. Lựa chọn thứ nhất, túc chủ thành công kích hoạt lựa chọn thứ nhất. Phần thưởng, túc chủ trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đến 6 sao đầu thánh đỉnh cao. Đây là 6 thực đầu thánh đỉnh cao. Tiêu Thần không nghĩ tới, đi tới nghìn năm, linh hồn của ngươi vẫn tồn tại như cũng tốt. Bây giờ đơn giản đem linh hồn của ngươi cô rửa lần nữa vậy, triệt để trở thành hỏa nô của ta. Kim Liên Yêu Hỏa, ngươi giam cầm ta nghìn năm, bây giờ ngươi đem phải trả giá thật. Ngươi sẽ có cơ hội để gột rửa linh hồn của ta một lần, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có tinh thần sảng khoái. Ta dường như đã thấy được sự tái sinh. Nói nhảm vài em nhân nhân xem chiêu. Không nghĩ tới thời gian ngàn năm, ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến 6 sao đầu thánh đỉnh cao. Ta đây yêu hỏa không để cho thực lực ngươi thụt lùi, mà lại cho ngươi thực lực tăng nhiều. Khử Kim Liên Yêu Hỏa, đừng tự tạo ra danh tiếng cho bản thân. Bây giờ ta phải luyện hóa ngươi. Yêu hỏa thánh nguyên. Đi thôi. Chút tài mọn, đầu kỹ thiên giai hỏa phượng hoàng. Ái tử ba yêu hỏa nhân lung. Đây là cái gì? Vậy mà có thể bao vây ta? Không được, không được. Buông tha đi. Đây là ta ở đây không gian yêu hỏa mà ngay cả yêu thánh đoạt được. Chúc mừng túc chủ đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa, có thể ngay tại chỗ hấp thu căn nguyên yêu hỏa, tăng cao thực lực, bài trừ không gian yêu hỏa. Đây là căn nguyên yêu hỏa, mặc kệ, trước tiên hãy luyện hỏa nó, cũng có thể thăng cấp không ít thực lực. Không nghĩ tới hấp thu Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể đột phá 8 sao đầu thánh đỉnh cao. Thật không ngờ uy lực khủng bố như thế. Đã đến lúc đi ra, đại ca và tiêu tổ thế nào? Không gian yêu hỏa tạm biệt. Tiêu Thần, một trong những cường giả của Tiêu gia ngàn năm trước, lạc vào địa bàn Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau đó bởi vì linh hồn thức tỉnh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đại chiến, cuối cùng đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồng thời hấp thu Tịnh Liên Yêu Hỏa, đột phá đến 8 sao đầu thánh trung kỳ. Nghìn năm đi, ta cuối cùng tự do. Nghĩ không ra ngàn năm trôi qua, không biết đại ca và tộc nhân tiêu tộc thế nào, phải trở về thăm hỏi một chút. Nói không chừng đại ca đã đột phá đấu đế. Xin hỏi tiểu ca, tiêu tộc ở đâu vậy? Sao lại không ở nơi này? Bọn họ đã chuyển tới chỗ nào? Tiêu tổng chưa có nghe nói qua, nhưng ta ngược lại thật ra nghe nói trước đây có một tiêu gia, sau này cũng biến mất rồi. Nghe ra gia ta thế hệ cùng thời với ông, tiêu gia sớm đã rời đi rồi, cũng không biết rời đi đâu. Nhưng loại thế lực nhỏ như bọn hắn, chiếm được tài nguyên tốt như vậy ở Trung Châu, nếu không rời đi có lẽ sớm bị những nhân các gia tộc khác lấy hết rồi. Tâm thế vật, xin hỏi lúc đó bọn họ nói muốn rời đi nơi nào không? Thực lực của bọn họ thế nào? Cái này tiêu gia thực lực cao nhất, nghe nói là đấu hoàng, nhưng giờ đi nơi nào ta ngược lại thật ra không rõ ràng lắm. Tiêu tộc vô duyên vô cớ tan biến nhất định là có nguyên nhân, phải tìm được đại ca rồi hãy nói. Ngàn năm trước đại ca cùng cổ tộc giao hảo, tiến về cổ tộc hỏi một chút xem có thể hay không lấy được chỗ ở của tiêu tộc. Ta ở xếp.
ai dám xông vào thung lũng. Nhanh chóng thối lui. Các ngươi là người phương nào? Nhanh chóng gọi Cổ Nguyên ra gặp một lần. Từ đâu tới tạp bao chim xứng sao gặp tộc ta? Tộc trưởng đã trao hỏi, rồi, coi như là lễ trước rồi. Vậy thì đừng trách hậu binh của ta. Ta thay thế Cổ Nguyên giáo cái tên không có mắt này. Trong 10 hơi thở, nhanh chóng thối lui, bằng không hài cốt không còn. Vậy ra động một cái xem. Ngươi vậy mà là tám tinh đầu thánh thường giả, ngươi rốt cuộc là ai? Nói đúng ra, ta bây giờ là tám tinh đầu thánh đỉnh cao. Các hạ sinh thú hạ lưu tình. Xem điệu bộ này, các hạ chẳng lẽ là người trong tiêu tộc ngàn năm trước tu luyện công pháp tiêu tộc? Người rất tinh mắt, gọi Cổ Nguyên xuất hiện đi. Huyết phủ tiêu thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà vẫn còn. Cổ Nguyên, ngươi hiện ra. Ta biết ngươi tới đây vì sao, hãy đi vào phòng khách để trò chuyện. Ngươi lần này đến đây, nhất định là vì tiêu tộc và tiêu huyền. Nói nhanh lên, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Đại ca của ta có phải trở thành đấu đế hay không? Tiêu tộc này hôm nay đã không còn như năm đó nữa. Đã xuống dốc, Tiêu Huyền huynh đã ngã xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Ngàn năm trước Tiêu Huyền nói, thực lực đã đạt đến nửa bước đầu đế. Để trúng kích vào hàng rào đầu đế, tập hợp huyết mạch đầu đế của tiêu tộc, trúng kích đầu đế cấp độ. Kết quả trên đường bị đám lão lục hồn tộc đánh lén ngã xuống. Sau đó hồn tộc đã hướng tiêu tộc triển khai đại trừ diệt. Tiêu Huyền huynh là một đám tàn hồn, trốn vào bên trong thiên mạc cổ giới ta, nhờ ta chiếu cố tiêu tộc. Trước mắt tiêu tộc vẫn còn tồn tại huyết mạch. Đại ca ngã xuống, tiêu tộc bây giờ đang ở nơi nào? Tiêu tộc hiện tại hẳn là ở Tây Bắc Đại Lục. Gia Mạ Đế Quốc là một chỗ thị trấn. Tên là ông Thản Thành. Ta trước đó không lâu vừa đi thăm hạ Cổ Nguyên. Ngươi có cách mở thiên mộ để cho ta đi vào gặp đại ca một chút không? Cái này không có vấn đề. Thế nhưng dựa vào thực lực của chỉ ta chỉ có thể mở một giờ. Ngươi phải nhanh một chút đi ra, bằng không sẽ 20 năm sau mới có thể đi ra ngoài. Yên tâm, trước khi đến thiên mạc, đưa ngươi một phần lễ vật. Tiêu thần, ngươi có ý gì? Ai có thể nói cho ta biết, sao lại là những thứ bẩn thỉu của hôn tộc? Ta hy vọng ta tái xuất, đừng cho các đại gia tộc biết, đặc biệt là thù của tiểu tộc hồn tộc. Ta sẽ đi báo. Tiêu thần, một trong những cường giả của tiêu gia ngàn năm trước, theo không gian yêu hỏa sau khi ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi tung tích của tiêu huyền, không nghĩ tới lấy được tin tức. Tiêu huyền đã ngã xuống, sau đó hồn tộc đáng tàn đã ngã xuống vào cổ tộc thiên mạc. Ngũ Nguyên, động thủ đi. Mở thiên mạc, ta không thể chờ đợi được muốn gặp được đại ca. Tìm hiểu một chút chuyện năm đó. Lui ra phía sau. Mau vào đi thôi, ta chỉ có thể duy trì một giờ. Sau một giờ phải đi ra, bằng không người sẽ bị nhốt bên trong 20 năm. Yên tâm, ta sẽ quay lại ngay. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân nào. Đại ca, ta là tiêu thần. Tiêu thần, ngươi sao lại đến nơi này? Khóc cái gì khóc, thu hồi nước mắt của ngươi. Đại ca, năm đó ta bị nhốt không gian yêu hỏa. Hôm nay đi ra, đi tới cổ tộc tìm kiếm tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã hẹo. Ta có lỗi với ngươi. Nếu như ta ở đây mà nói, không đến mức để cho giám súc vật hồn tộc đánh lén thành công. Chớ mưu vấn đề này, ngươi cũng không thể cứu vãn nữa. Với thực lực đấu thánh năm sao của ngươi lúc đó, tới cũng phải chịu chết. Hoàn hảo ngươi tránh thoát một kiếp. Nói đi, lần này vào đây tìm ta, được gọi là phù hợp à? Đại ca, sức mạnh ta bây giờ là 8 sao đấu thánh đỉnh cao. Ta phải phục hưng tiêu tộc, phục sinh đại ca. Ngươi có biết có biện pháp nào có thể hồi sinh ngươi không? Dựa vào thực lực của ta đã là nửa bước đầu đế. Nếu như ta thật có biện pháp phục sinh, đã sớm để cho vượn cổ giúp ta sống lại, cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Có lẽ muốn hồi sinh ta, người ít nhất phải đến cấp độ kia không? Đến cấp độ kia không? Có lẽ biết chút ít làm sao có thể để cho ta hồi sinh. Đến cấp độ kia không? Cấp độ đầu đế sao? Đúng vậy, giờ đây khí lực đầu khí đại lục mỏng manh, đầu đế vạn năm đến chưa từng xuất hiện, đầu đế biến mất bí ẩn còn chờ được phá giải. Đúng rồi tiêu thần, người hôm nay đi ra, cố gắng hết mức hành động khiêm tốn, không thể để cho hồn tộc phát hiện sự hiện diện của ngươi. Bây giờ thực lực ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng đánh không lại hai người 9 sao đầu thánh đỉnh cao liên thủ sở. Hạ thấp hành động bản thân, giáo dục người trong tiêu tộc lớn lên, chờ thực lực của chúng ta có thể đạt được chống lại hồn tộc, hãy liên thủ gia tộc khác cùng nhau tiêu diệt hồn tộc. Thiên mục cửa động đang đóng rồi, chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ.
Đại ca, đây chính là ta muốn. Đúng rồi, hôm nay Tiêu tộc đã xuống dốc, sức mạnh huyết mạch của gia tộc đã không còn, sợ rằng rất khó nổi dậy. Huyết mạch Tiêu tộc ở trong huyết trì này, ngươi toàn bộ mang đi ra ngoài. Tìm được Tiêu tộc chọn người thích hợp, có thể dẫn dắt Tiêu tộc phục hưng tộc nhân, cho hắn hấp thu, chúc hắn rất nhanh đột phá. Vậy thì thật là quá tốt, ta nhất định sẽ phục thân Tiêu tộc. Đại ca yên tâm, chờ ngày Tiêu tộc xuất hiện đầu lúc ấy chính là lúc đại ca sống lại. Cuối cùng cũng đi ra, nếu không ra, chỉ sợ ta không chống đỡ được vậy. Phượng cầu ta tạm biệt, sau này gặp lại. Chậm đã, Tiêu thần huynh. Tiêu huyền huynh để cho ta chiếu cố Tiêu tộc, dẫn đến Tiêu tộc sa sút, không có thể chiếu cố tốt ta, rất thiếu sót. Ta quyết định để con gái ta của Huân Nhi mang đến Tiêu tộc bồi dưỡng. Bài Tiêu thần huynh là lão sư, sau này hắn sẽ theo Tiêu thần huynh ở Tiêu tộc tu luyện. Ngũ Nguyên không cần, lão sư thì không cần đi. Nếu như ngươi thật muốn để cho ta mang theo tu luyện, vậy thì đưa tới đi. Không có vấn đề. Huân Nhi là tuyệt phẩm huyết mạch tộc ta, tốc độ tu luyện nhất định rất nhanh. Ở Tiêu tộc tu luyện cũng làm cho hồn tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta còn sẽ biếu tặng một ít đấu kỹ công pháp cao cấp để cho người trong Tiêu tộc tu luyện. Ta phải tức khắc tiến về Tiêu tộc, hãy xem trước mắt Tiêu tộc thế nào. Sau này gặp lại. Tiêu thần, một trong những cường giả của Tiêu gia ngàn năm trước, từ Thiên Mộ và Tiêu Huyền biết được nguyên nhân Tiêu tộc suy tàn, nhận được Tiêu tộc một chút sức mạnh huyết mạch cuối cùng, gần tiến về Tiêu tộc, phục hưng Tiêu tộc. Đây là ông Thản Thành, chỗ cằn cỗi như vậy, Tiêu tộc ta làm sao có thể lưu lạc đến tận đây? Nếu ta không thể thoát ra khỏi dị hỏa không gian, trong trí nhớ có vẻ như có một tiểu tử Tiêu Viêm, thời kỳ sau có thể lớn lên thành đầu đế. Không sai túc chủ, trong số các con cháu của ngươi có một thiên mệnh chi tử, nhưng muốn mau chóng thành đế, còn cần ngươi làm người dẫn dắt. Hiện tại phát hành nhiệm vụ, phát hành phần thưởng ngẫu nhiên sau khi túc chủ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn như sau: một, dùng thân phận lão tổ bước vào Tiêu gia, dẫn dắt tộc nhân trở về Trung Châu. Nhị, không dùng thân phận tộc nhân Tiêu tộc bước vào Tiêu gia, trong 2 năm rưỡi không được bại lộ thân phận. 3, ngàn năm trước không thể trợ giúp Tiêu Huyền, dựa vào thân phận tội nhân bước vào Tiêu gia, gây dựng vinh quang Tiêu tộc. 4, dựa vào thân phận của người Tiêu gia bước vào Tiêu gia, bảo vệ Tiêu gia. Hôm nay Tiêu gia thực lực rất yếu, mạnh nhất bây giờ cũng không biết đạt tới trình độ nào. Bằng vào thực lực 8 sao đầu thánh đỉnh phong trước đây của ta, không thích hợp sớm phơi bày trước mặt hồn tộc, để tránh khỏi gặp tai họa ngập đầu, cho nên ta chọn lựa chọn thứ tư. Tốt, túc chủ đã đưa ra quyết định. Phần thưởng cho túc chủ tứ hạng thủ hộ trận, còn đây là đại trận bảo vệ tộc, có thể chống đỡ công kích các bậc đầu thánh trở xuống. Có thể ở một mức độ nào đó che chở Tiêu gia nhỏ yếu hiện nay. Ở đây phải là Tiêu gia. Bên trong giường như xảy ra chút tình huống, chờ ta bố trí trong đại trận bảo vệ tộc, lại vào xem một chút. Ba mươi năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường thiếu niên nghèo. Nạp Lan Yên Nhiên, chớ có cho là phía sau có chỗ dựa Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, ta sợ, các ngươi chờ đấy. Sau 2 năm rưỡi, ta sẽ tự mình đi đến Vân Lam Tông đòi lại chuyện từ hôn nhục nhã của ta. Tốt một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có khí phách không hổ là đệ tử Tiêu tộc ta. Đấu Hoàng cường giả, các hạ là người phương nào? Các hạ thân làm Đấu Hoàng cường giả, lại lấy mạnh hiếp yếu, có vẻ hơi mất phong độ nhỉ. Chúng ta chính là đệ tử Vân Lam Tông, ngươi làm như thế sẽ không sợ chúng ta Vân Lam Tông sau đó thu nợ sao? Tiểu nữ a, ngươi tuổi không lớn lắm, giọng nói nhưng lại thật lớn. Nếu ngươi không phục, có thể gọi các người Vân Lam Tông những lão bất tử kia qua đây cùng ta lý luận. Còn bây giờ, các ngươi có bao xa thì cút cho ta bao xa, ta không có thời gian rảnh rỗi cùng các ngươi làm mò. Xin hỏi vị này Đấu Hoàng cường giả, không biết ngươi tới Tiêu gia chúng ta có gì muốn làm? Chỉ là đại đấu sư cảnh giới, Mông Hy chính là đương nhiệm Tiêu gia tộc trưởng ư? Thực lực lại yếu như vậy. Đấu Hoàng các hạ, nhưng là Tiêu gia tộc trưởng, ngươi là có gì phân phó sao?
Nói ngắn gọn, ta tên là Tiêu Thần, vốn là người trong Tiêu tộc. Trước đây ta đã đi khắp đại lục, lần này trở về Tiêu tộc, hy vọng có thể phục hưng gia tộc. Tiêu Thần tên này ta hình như đã từng gặp trên gia phả. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là nhân vật cấp bậc lão tổ. Đừng đoán ta là lão tổ Tiêu tộc. Ngàn năm trước ta còn ở trên đại lục dạo chơi, thời điểm đó Tiêu tộc nhưng đứng đầu 8 đại tộc viễn cổ, nhưng bây giờ lại là nghèo túng đến nơi vắng vẻ này. Thật sự là để cho ta bi phẫn. Người đã là đương nhiệm trưởng tộc, vậy liền giúp ta có chút sắp xếp nào. Ta không hy vọng thân phận của ta để người ở đây biết. Địch nhân lớn nhất của chúng ta vẫn còn nhân ngoài vòng pháp luật, nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên phải giữ bí mật. Tiếp theo ta sẽ dựa vào thân phận trưởng lão tọa trấn Tiêu gia. Thực lực của ta các người cũng không cần đoán nữa, chỉ ít ở tại Gia Mã Đế quốc này vẫn chưa có người nào là đối thủ của ta. Ngươi chính là Tiêu Viêm phải không? Con tuổi nhỏ đã có khí phách như thế, chỉ tiếc trên người của ngươi xuất hiện chút vấn đề. Đi theo ta một chuyến nào, ta có biện pháp giải quyết. Xuất hiện đi, yêu tôn giả, còn muốn ta mời ngươi sao? Thật là ngươi sao? Tiêu Thần, ta không nghĩ đến ngươi lại còn sống. Còn ngươi là ai vậy? Sao lại ở bên trong chiếc nhẫn của ta? Người này chính là dược tôn giả năm đó vang danh đại lục, luyện dược sư đứng đầu đại lắc dược trần Tiêu Viêm. Khí lực của ngươi sở dĩ tan biến cũng là bởi vì hắn đang len lén hấp thu. Thì ra là ngươi đang làm trò quỷ. 3 năm tròn chỉnh 3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này sống làm sao không? Ta cũng không có cách nào. Năm đó ta thâm thủ bị thương nặng, chỉ để lại tàn hồn ở bên trong chiếc nhẫn kéo dài hơi tàn. Bất đắc dĩ chỉ có hấp thu khí lực của ngươi để chữa thương. Được rồi, gọi ngươi đi ra, cũng không phải cùng nghe ngươi kể khổ. Ngươi đệ tử Tiêu tộc ta 3 năm không tu luyện được, dù sao cũng phải bồi thường thứ gì chứ. Việc này là ta không đúng. Tiền bối có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Vị đệ tử Tiêu tộc này tư chất tốt, vừa chầm ta hy vọng ngươi có thể bồi dưỡng hắn thật tốt. Yên tâm, ta cũng sẽ không cho ngươi thua thiệt. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng hắn thật tốt, ta sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể, đồng thời giúp ngươi đột phá đầu thánh. Không thành vấn đề. Tiêu Thần là một trong những người mạnh nhất của gia Tiêu tộc cách đây 1000 năm, vô tình lạc vào địa bàn Tịnh Liên Yêu Hỏa, vì thực lực bản thân kém cỏi, bị Tịnh Liên Yêu Hỏa vây ở trong không gian yêu hỏa, trở thành khôi lỗi của Tịnh Liên Yêu Hỏa, linh hồn bị sói mòn hết, chỉ còn xác bù nhìn bảo vệ không gian yêu hỏa. Tiêu Viêm, ta thấy xương cốt của ngươi thật kinh ngạc, thiên phú hơn người, tương lai chắc chắn sẽ thành đại sự, ngươi có thể sẽ trở thành niềm hy vọng phục hưng của tộc ta. Hy vọng ngươi sẽ học theo tôn giả tu luyện đàng hoàng. Ngoài ra, ta còn một giọt huyết mạch của Tiêu tộc. Huyết mạch? Chẳng lẽ trước kia Tiêu tộc nhà ta là đại tộc sao? Lại còn có thứ lợi hại như vậy? Tiêu tộc là một trong 8 đại tộc thời đấu khí viễn cổ, vì một số nguyên nhân nên dần lụi bại. Cụ thể như thế nào? Về sau ngươi sẽ rõ. Chờ ngươi tu luyện thành công thì đi tìm hiểu cũng không muộn. Huyết mạch của Diệu Thần phải dung nhập vào cơ thể như thế nào? Không cần ta dạy ngươi chứ? Giao nhiệm vụ này cho ngươi rồi. Ta hiểu mà. Tiền bối cứ yên tâm, nhất định không phụ sự kỳ vọng. Ta chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như vậy. Nhưng thực lực của ta hình như chẳng tăng. Giờ ngươi còn chưa phải là đấu giả, còn muốn tăng tiến, chờ khi ngươi tu luyện đến đấu tông hãy thức tỉnh huyết mạch. Đúng rồi, Diệu Thần nhớ không nhầm thì ngươi là người của tộc Diệu đúng không? Yên tâm, ngươi cứ dạy dỗ Tiêu Viêm cho tốt, ta sẽ cho ngươi trở về tộc Diệu với thân phận cao nhất. Vâng, ta chính là người của tộc Diệu, nhưng đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ta sẽ vui vẻ dạy bảo Tiêu Viêm, sau này ta coi Tiêu Viêm như con đẻ. Chiếc nhẫn của ngươi có một quyền pháp rất kỳ quặc, phù hợp để Tiêu Viêm tu luyện. Tiền bối nói đến quyền pháp này sao? Quyền pháp này là thứ ta kiếm được từ một di tích cổ xưa lúc trước, cũng không biết luyện xong sẽ như thế nào. Hình như là một quyền pháp có thể nuốt dị hỏa để tiến hóa. Ta đang định để Tiêu Viêm luyện quyền pháp này để nuốt dị hỏa, sau này sẽ giúp ta đúc lại cơ thể. Nếu ta nói với ngươi rằng đa xá cổ đế chính là dựa vào quyền pháp này đi lại dưới lòng nhan thạch, liên tục nuốt rồi trưởng thành, ngươi có cho rằng quyền pháp này bình thường không? Đa xá cổ đế năm xưa thành hình một mình, chính là nhờ vào quyền pháp liệt đế này, từng bước nuốt hết một lũ, trưởng thành đầu đế. Cho nên Tiêu Viêm, ngươi sắp luyện quyền pháp này, dẫn Tiêu gia ta quay về Trung Châu. Tổ tiên đã giao tương lai của Tiêu gia cho ta, ta nhất định không phụ lòng người, dẫn Tiêu gia quay về Trung Châu. Cho dù phải tan xương nát thịt, ta cũng phải luyện quyền pháp này, sau này nhất định sẽ trở thành đầu đế. Tốt lắm, không hổ là con cháu một lũ của ta. Tìm kiếm ta cũng sẽ giúp ngươi tìm. Ngươi cứ theo dược trần luyện tập. Đây là con yêu hỏa Tịnh Liên mà ta thu cho mỗi ngươi một luồng hỏa tử. Trên người xảy ra ngoài ý muốn, dùng lửa này ra, ta sẽ gặp nhận biết đến đây cứu dược trần. Tiểu Viêm hãy an tâm, ta sẽ mang người đi rèn luyện. Ta đã nói với Tiêu Chiến rồi, gần đây ta sẽ không ở Tiêu gia nữa.
Ta sẽ đi thu thập một số tài nguyên, thuận tiện xem thử có kỳ tài tu luyện nào có bộ xương kỳ lạ hay không. Đưa về Tiêu gia, trở thành thế lực gia chủ trực thuộc của Tiêu gia. Chuẩn bị tái xuất ở Trung Châu, chuẩn bị phục hưng Tiêu tộc, chuẩn bị trả thù cho Tiêu tộc. Ta sẽ khởi hành ngay. Thật khó để có thể bắt gặp được một ác nan độc thể. Rốt cuộc thì đây có phải là Tiểu Y Tiên không? Thật khéo, ở đây cũng gặp được. Đừng lại gần ta, độc lắm, đụng phải là chết. Tiểu cô nương, cô có độc thì như thế nào? Với sức mạnh của đại sư Sa Một Tinh này, ta lại sợ cô sao? Hôm nay ngoan ngoãn đi theo chúng ta, không phải chịu đau. Nhiều người đánh một người, quá đáng rồi. Cảm ơn thúc. Nếu không phải thúc xuất thủ, hôm nay ta đã bị chúng bắt rồi. Không sao, cô nói cho ta biết lai lịch của cô, tại sao chúng lại bắt cô. Ta tên là Tiểu Ý Tiên, ta là thiếu nữ độc ác, kẻ mang thể chất ác độc. Những người đến gần đều sẽ bị chúng độc. Ta không biết tại sao chúng lại bắt ta, nhưng ta nghe nói gần đây Mặc Gia đang bắt những người tu luyện có thể chất đặc biệt. Cùng quái thú có lẽ là do Mặc Gia làm. Tiểu Y Tiên bây giờ với thể chất ác độc hiện tại chỉ có tác dụng với đại đấu sư trở xuống. Đại đấu sư trở lên cơ bản vô dụng. Tuy nhiên thể chất này, nếu được có tài nguyên tuyệt hảo, sẽ luyện tập cực nhanh, biết đâu một ngày nào đó có thể tiến triển thành đấu thánh. Đấu thánh thật không? Nhưng thân thể này của ta, nếu không thực hiện chế ngự độc tố, cuối cùng có thể bị phản phệ mà vẫn lạc. Ta tên là Tiêu Thần, đầu thánh bát tinh đỉnh phong, người của Tiêu tộc. Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Ta tới là để giúp ngươi chế ngự độc thể, cũng như giúp ngươi đột phá thành đầu thánh. Nhưng ngươi phải vĩnh viễn quy thuộc và trung thành với Tiêu tộc của ta. Đầu thánh bát tinh đỉnh phong, đây là thực lực cỡ nào? Con nguyện bái ngươi làm sư phụ, vĩnh viễn trung thành với Tiêu tộc. Thực lực của ta không thể tiết lộ ra ngoài. Đi theo ta. Ngươi chính là thực lực mạnh nhất Vân Lam Tông này. Ta không thể nhìn thấu thực lực của người này. Có vẻ lại là thế lực nào đó. Có liên quan đến hồn điện không? Xin hỏi ngài là ai? Vân Lam Tông của ta có gì mà đại giáo chủ mong muốn? Hãy cứ mở miệng nói lên. Quả nhiên trốn tìm chính là phong cách của chúng mày. Không ngờ ở Gia Mã Đế Quốc lại có cường giả như vậy. Bần thiểu nói các người đến Gia Mã Đế Quốc gọi là phù hợp, nếu không thì không còn xương mà nhặt. Đừng, ta nói ta nhận được nhiệm vụ của hồn điện, đến để bắt gia chủ gia Tiêu tộc, không thể nương tay. Ngươi dám giết ta, đằng sau ta là hồn điện, hồn điện sẽ không tha cho ngươi. Vậy thì thử xem sao. Vị tôn kính dưới đây, Vân Lam Tông ta khinh địch như vậy đánh chết đấu tông cường giả. Xin hỏi tên họ tôn kính của các hạ. Vụ hộ pháp chết ở Vân Lam Tông hồn điện, chắc chắn sẽ qua đây để hỏi tội. Ngươi và hồn điện cấu kết à? Ha? Không phải ta cấu kết, hôm nay hắn đến tìm ta hợp tác, ta không đồng ý. Ta tên Tiêu Thần, ta đoán thực lực của người không ra đâu. Bây giờ tới ngay đây, ta cảm nhận được hơi thở của người hồn điện ở đây. Mà ngươi Vân Lam Tông là tông phái lớn thứ nhất của Gia Mã Đế Quốc, ta đến đây để yêu cầu ngươi quy phục ta. Đương nhiên ta sẽ giúp ngươi đột phá đấu tông, thậm chí cao hơn người Tiêu gia Tiêu Vi. Ha, tiền bối có thực lực kinh thế như vậy, cần tiểu tông phái chúng ta trợ giúp. Ngươi đã nói ta là người Tiêu gia, cho nên ta cho ngươi làm ngoại tông Tiêu gia. Ngươi có đồng ý không? Vân Lam Tông chúng ta cũng không phải ai tùy tiện muốn bắt nạt là bắt nạt được. Nhưng thứ này đủ chưa? Đan dược lục phẩm 6 viên, đấu kỹ cấp địa cao cấp 5 cuốn, cộng thêm việc giúp ngươi đột phá đấu tông. Có đồng ý để ngươi điều khiển toàn bộ Vân Lam Tông, ha? Đủ rồi, đủ rồi. Tiền bối ra tay thật hào phóng, Vân Lam Tông chúng ta nguyện vì Tiêu gia hết lòng. Tiêu gia ở ông Thản Thành, ta hy vọng ngươi bảo vệ tử đệ Tiêu gia. Ngoài ra không được tiết lộ ngươi là ngoại tông của Tiêu gia. Ngươi phải phát triển thế lực, tăng cường thực lực, đợi đến khi có chuyện lớn ta sẽ làm. Tiền bối cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khai cương phá thổ cho Tiêu gia. Tử Kim Dược Sư Vương, ta không phải đến đây để đánh nhau với ngươi, ta đến là để cầu xin một món đồ từ Linh Kim. Nhân loại nữ nhân, hãy trở thành đan thăng cấp của ta đi. Vậy thì ta chỉ còn cách tự mình cướp thôi. Hay hí mỹ nhân, đừng dãy dụ nữa.
Xúc vật. Cảm ơn các hạ đã cứu mạng. Xin hỏi tên các hạ. Ta là Tiêu Động. Ta là Vân Chi của Vân Lam Tông. Các hạ có phải là đấu tông cường giả không? Thực lực cường hãn kinh người. Vân Vận thì cứ gọi là Vân. Đâu cần gọi là Vân Chi thế. Tử Kinh lão sư vương đã bị diệt. Ngươi có thể đi lấy thứ mình cần rồi. Đấu tông cường giả. Chỉ sợ không phải vậy. Huyền băng long hành. Vài tháng gần đây có vẻ có chút biến động. Năng lượng của Vân Lam Tông bao phủ khắp nơi. Có vẻ như có một vị đấu tông sắp ra đời. Chẳng lẽ là tên già Vân Sơn đã đột phá đấu tông? Ta đã ở đỉnh phong đấu hoàng nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Giờ đây đại hạn sắp đến, không biết làm sao nữa. Nghe nói ở Thanh Ưng Thản có một thiếu niên tên là Tiêu Viêm. Thằng nhóc này trước đây là một thiên tài, nhưng không biết vì lý do gì lâu nay vẫn không thể đột phá. Nhưng giờ tình hình đã có chuyển biến. Gần đây tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt. Có lẽ là nhân vật không tầm thường. Nếu có cơ hội, phải chiêu mộ nó vào hoàng thất làm tướng quân. Ừ, ý của Vân Lam Tông, rất có thể là Vân Sơn đã đột phá đấu tông. Còn về Tiêu Viêm, ta nghĩ hắn có khả năng là một bậc thầy luyện dược. Sao không đến bang hội luyện dược sư? Hai vị thật là thanh nhã. Nói chuyện ở đây về. Vị cường giả đấu tông Vân Sơn, người đã đột phá rồi à? May mắn thôi. Đột phá được giao cản. Lên trước các người một bước, bước lên cảnh giới đấu tông. Chúc mừng Vân Tông Chủ. Lần này ta đến đây là để Hoàng Thất Gia Mã và toàn bộ bang hội luyện dược sư trở thành thế lực ngoại thuộc của Vân Lam Tông. Nếu không phục, giết ngay tại chỗ. Vân Sơn, người thật to gan. Đừng tưởng rằng người đột phá đấu tông thì có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng Thất Gia Mã và bang hội luyện dược sư chúng ta, cho dù phải chết cũng sẽ khiến người phải trả giá đắt. Trước mặt bổn tông mà dám ngông cuồng như vậy, không khuất phục thì diệt vong. Sức mạnh kinh khủng. Đây là cường giả đấu tông sao? Vân Sơn, làm sao có thể uy hiếp mà không dụ dỗ? Lại thêm một vị đấu tông nữa sao? Gia Mã Đế Quốc khi nào lại xuất hiện nhiều đấu tông như vậy? Đây là đan dược ngũ phẩm và công pháp hợp thể. Từ nay về sau, chỉ cần nghe theo sự điều động của Vân Sơn, bảo đảm các ngươi đều sẽ tiến bộ. Ngoài ra, Gia Hình Thiên, ngươi chuẩn đại hạn sắp đến. Nếu ngươi nguyện khuất phục, ta sẽ giúp ngươi nâng lên đấu tông. Điều kiện đã đưa ra, tự các ngươi lựa chọn. Vân Sơn, còn lại, giao cho ngươi xử lý. Ta còn có việc phải đi trước. Vị cường giả đấu tông này là ai? Ra tay hào phóng như vậy. Chuyện xã hội thì đừng hỏi nhiều. Ta nói thượng tộc có mối quan hệ mật thiết với vị đại nhân này. Chi tiết cụ thể ta không tiện tiết lộ. Nếu không thì cả ta và ngươi đều sẽ gặp nạn. Từ nay về sau các ngươi nghe theo sự điều động của ta. Những gì vị đại nhân đã hứa, ta sẽ trao hết cho các ngươi. Gần đây không thấy hộ pháp Ngô trở về phân điện báo cáo công việc. Chẳng lẽ là ở Tây Bắc Đại Lục có chuyện gì xảy ra? Hừ, cho dù có chuyện gì đi nữa, với thế lực của hồn điện chúng ta, ai dám động đến hộ pháp của hồn điện? Hạ, hộ pháp Ngô là một kẻ vô dụng. Mất hơn một năm rồi mà vẫn không thấy hắn có thành tích gì. Biết thế, lúc đầu nên giao nhiệm vụ này cho ta. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hộ pháp Tiết, hộ pháp Huyền, nhiệm vụ của hộ pháp Ngô ta giao cho hai người. Hai người nhanh chóng đến Tây Bắc Đại Lục điều tra xem sao. Ngoài ra, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước đây chính là chỗ ở của băng Hoàng Hải Ba Đông rồi. Xuống xem thử. Hải Ba Đông, ra đây gặp ta. Hừ, trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc này, ai dám ngông cuồng như vậy? Dám gọi thẳng tên ta? Ngươi là ai? Làm sao biết ta ẩn cư ở đây?
Băng Hoàng Hải Ba Đông, một trong 10 cường giả của Gia Mã Đế Quốc, bị Mỹ Đô Sa phong ấn, hiện tại là thực lực đỉnh phong đấu linh. Biết rõ như vậy, có vẻ như đã điều tra không ít. Ta không nắn gân người một chút thì không chịu nói nguồn gốc, nói thì không được. Huyền Băng Long Hành. Kỹ năng tầm thường, phá cho ta. Sao có thể? Chẳng lẽ dễ dàng như vậy mà đỡ được chiêu thức thành danh của lão phu? Ngươi chẳng lẽ là đấu hoàng? Gia Mã Đế Quốc khi nào lại xuất hiện cường giả như ngươi? Hải Ba Đông, ta đến đây không phải để đánh nhau với ngươi. Lần này ta đến muốn ngươi gia nhập đội ngũ của ta, quy phục ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết được bí mật của ta? Ta tại sao phải gia nhập ngươi? Ta là Tiêu Thần. Tiêu gia, Tiêu Thần. Từ nay về sau ngươi quy phục Tiêu gia, dẫn theo gia tộc Mặc Đặc của ngươi cùng quy phục. Còn về việc làm sao ta biết được bí mật của ngươi, ở đây không cần nói chi tiết. Ngươi quy phục sau, tôi sẽ giúp ngươi phục hồi sức mạnh, và dựa vào biểu hiện của ngươi giúp ngươi đột phá đấu tông. Tiêu gia. Họ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thôi, bây giờ cứ đồng ý trước. Nếu ngươi thực sự có thể giúp ta khôi phục tu vi, tôi nguyện quy phục Tiêu gia. Đây là phá áp đan và phục nguyên đan. Ngươi uống đi. Lâu rồi không về đây. Không biết người bè ngày xưa còn không. Những năm tháng chơi đùa cùng nhau ở đây thật là vui vẻ. Tên nào to gan dám xông vào Phiêu Miểu Phong của ta? Có mạng đến không có mạng về. Ngươi là ai? Vì sao ở đây? Phiêu Miểu Phong, Phạm Diêu Tôn Giả, Hoàng Tiêu Tôn Giả, Trương Vô Cực Tôn Giả đi đâu rồi? Khừ, ngươi nói mấy người đó. Vài trăm năm trước đã đánh một trận với chúng ta, bị họ chạy thoát. Nếu với sức mạnh bán thánh của chúng ta hiện tại, chắc chắn sẽ không để họ chạy thoát. Ngươi biết họ, chắc ngươi cũng là một trong số họ. Cũng tốt, bắt ngươi, để họ quay lại, khẩn cầu tha mạng. Vậy thì các ngươi biết họ ở đâu rồi? Nói cho ta biết, ta tha cho các ngươi, nếu không thì sẽ chết không toàn thây. Hài hước, tu vi bán thánh của ngươi, đối với chúng ta, ba vị bán thánh cấp cao, chẳng khác nào tự tìm chết. Nói cho ngươi cũng chẳng sao, ba người ngươi muốn tìm, có lẽ đã chạy đến thành Thánh Đan. Nơi đó là địa bàn của Thánh Đan Tháp. Nếu không chúng ta đã sớm bắt họ về rồi. Thánh Y lão nhân, ngươi thật tốt bụng. Hỏi gì trả lời nấy, nhân vật như vậy mà chỉ có tu vi bán thánh chưa từng thấy. Nhanh nói ngươi là ai? Đến đây làm gì? Người này không cần biết tên ta. Ngông cuồng, cho ta giết hắn. Vậy phải xem các ngươi có đủ sức hay không. Sức mạnh của các người khá tốt. Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm ta chơi vui như vậy. Chơi thêm một lúc nữa. Bàn thánh tầm thường mà lại có thể đỡ được đòn tấn công của chúng ta. Xích Kim Chỉ. Âm Minh Quỷ Trảo. Thánh Nhân Nộ. Quá yếu, cho ta nổ tung. Sao ba vị bán thánh lại không làm hại được hắn? Người tu vi gì lại còn ẩn giấu sức mạnh? Liên quan gì đến ngươi? Kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Một chiều giết ba người bán thánh, nhận được ba bộ đấu kỵ cấp thiên. Hai, thu phục ba vị bán thánh, nhận được cơ hội thăm dò đỉnh phong 9 sao đấu thánh. Ba, thả ba vị bán thánh thẳng tiến 9 sao đấu. Khởi đầu, xin chủ nhân lựa chọn. Wow, lại còn kích hoạt nhiệm vụ. Để đó đã, bắt hết rồi hắng chọn. Hừ, các người khó thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nhanh chóng đầu hàng, tránh đau khổ về sau. Cho dù ngươi là cường giả đấu thánh thì sao? Nếu ba người chúng ta muốn chạy, ngươi cũng không cản nổi. Vậy thì thử xem. Kỹ năng tầm thường, không làm khó được ta. Hồn phân thân thuật. Oh.
Khủng bố như vậy, ngươi thả chúng ta đi. Sau này, chúng ta sẽ phục vụ trước sau như một. Lúc này không phải rất có khí phách sao? Nói đi, các ngươi từ đâu đến? Tại sao lại đến Phiêu Miểu Phong? Chúng ta đến đây từ mấy chục năm trước. Nghe nói nơi này cảnh đẹp, thích hợp tu luyện. Hơn nữa, tinh tố chi lực nồng đậm, có lợi cho việc đột phá của chúng ta. Chúng ta không thuộc về thế lực nào, là tu sĩ tự do. Tu luyện của chúng ta không dễ dàng. Ngài thả chúng ta đi. Bây giờ là lúc cần người. Giết dễ dàng, tôi muốn giữ lại để dùng sau. Để Tiêu gia hùng mạnh, tôi chọn lựa chọn thứ hai. Sức mạnh của ta, các ngươi dù sao cũng không thể đạt được. Tôi tên là Tiêu Đông, tôi muốn thu nhận các ngươi. Các ngươi nghĩ sao? Nếu chúng ta không muốn ở dưới trướng ngài thì sao? Ngươi nói xem. Chúng ta nguyện ở dưới trướng ngài. Như vậy mới đúng. Đây là thanh niên diễm hỏa, tôi đặt tử hỏa vào người các ngươi. Chỉ cần các ngươi không có ý phản nghịch, tôi sẽ không kích nổ tử hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ ba này, lão đại thật lợi hại. May mà thông minh nhận thua. Phạm Diêu, Hoàng Tiêu, Trương Vô Cực là người bè cũ của ta, bây giờ không thể làm địch nữa. Ngoài ra, các ngươi mau chóng đến Tây Bắc Đại Lục, Già Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Nghe theo sự sắp xếp của Vân Sơn, yên tâm đi theo ta. Bảo đảm thực lực của các ngươi tiến bộ vượt bậc, sẽ không bạc đãi các ngươi. Hãy đi theo ta. Hệ thống, ngươi nói cơ hội thăm dò 9 sao đầu thánh. Ở đâu? Yên tâm, chủ nhân, ta sẽ thực hiện. Sức mạnh này, chẳng lẽ đây là sức mạnh của 9 sao đầu thánh? Hệ thống, làm sao để đạt được 9 sao đầu thánh? 9 sao đầu thánh, nói ra cũng đơn giản. Hiện tại thực lực của chủ nhân là đỉnh phong 8 sao đầu thánh. Chỉ cần chút sức mạnh bên ngoài hỗ trợ, ngươi có thể thăng tiến lên 9 sao đầu thánh. Chỉ là sức mạnh bên ngoài này tìm kiếm cũng rất tốn công. Có những sức mạnh bên ngoài nào? Đầu tiên là dị hỏa. 10 dị hỏa hàng đầu, chủ nhân. Chỉ cần nuốt thêm một loại là có thể đột phá. Loại thứ hai là di sản đầu thánh ở di tích cổ đại. Di sản được thừa kế từ di sản đầu thánh, có thể giúp đột phá. Nuốt thêm một loại dị hỏa nữa, tôi sẽ không bị bạo thể, thiếu đốt sao? Không nhất thiết phù hợp với ta. Nếu giống như anh trai ta, dựa vào sức mạnh bản thân chinh phục dị hỏa, có được không? Với thực lực hiện tại của chủ nhân, không phải không được. Sau này hãy tính toán. Trước tiên đến thành thánh đan. Nguyên lái các người ở đây. Trước tiên thử sức mạnh của các người. Ba người thật khó tìm. Người nhờ ta, hôm nay các người khó thoát khỏi cái chết. Ngài là ai? Vì sao đến đây? Ta không oán không thù với các người đâu. Phiêu Miệu Phong đưa ra giá cao, tôi không thể không mạo hiểm. Ba người các người thông minh một chút, ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu không hôm nay sẽ là ngày các người chết. Thực lực của người này hẳn là cao hơn chúng ta Huyễn Tôn, ít nhất là đỉnh phong đầu tôn. Phạm Diêu muội muội, nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó ba người chúng ta nhất định có thể trì hoãn một thời gian. Được rồi. Hãy đến, tung ra chiêu thức mạnh nhất của các người đi. Nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Vô Cực, Hoàng Tiêu, chúng ta cùng lên. Đây là sức mạnh của các người đấy à? Để ngươi thử tiềm lực của ta. Một chiêu đoạt thiên, tạo hóa. Quá yếu. Không biết mấy năm nay các người tu luyện như thế nào. Lại còn hấp thụ đòn tấn công của ta như năng lượng. Để ta cho các người chút màu sắc. Chu diệt lưu hỏa. Chỉ bằng một chiêu này là đủ rồi. Cho ta báo. Cho ta nổ tung. Gọi các người là ngày thường tu luyện lười biếng, thiên tuyệt chản thần. Sức mạnh không tệ, cố gắng thêm đi. Sao, lại không hề hấn gì? Lại nữa, dừng tay, các người không phải đối thủ của hắn. Hắn đang chơi đùa các người đấy. Thôi, không chơi với các người nữa. Tiểu sai. Ông già già mồm này, đi một cái là cả ngàn năm. Chúng ta đều tưởng ông chết rồi. Phạm Diêu muội muội vì ông mà giữ gìn thân thể như ngọc cả ngàn năm. Nói dài dòng, sau này sẽ nói kỹ. Phạm Diêu gần đây có khỏe không? Lần này ta đến, mời các người gia nhập liên minh của ta, hỗ trợ ta hoàn thành một việc lớn.
May mà không chết. Đúng rồi, ba tên ở Phiêu Miểu Phong đã được thu xếp, bây giờ đang làm việc dưới chúng ta, sau này sẽ không đến gây phiền phức nữa. Các ngươi yên tâm là được. Cậu nhóc này lại đột phá đấu thánh rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Ừ, sau này ta cũng sẽ giúp các ngươi đột phá. Ba người các ngươi hiện tại lập tức khởi hành, tới Tây Bắc Đại Lục, ra Mã Đế Quốc, thành Ưu Đàm, tới nhà họ Tiêu tìm trưởng lão Khắc Khinh. Nhớ kỹ, thực lực không được lộ ra quá nhiều, giúp ta bảo vệ thật tốt nhà họ Tiêu. Tôi vài tháng nữa sẽ về nhà họ Tiêu. Đây chính là Huyền Hoàng Nham, thứ xếp hạng thứ 23 trong bảng xếp hạng dị hoa. Nhìn bình thường thôi mà, lại xuất hiện trong lãnh thổ của đế quốc Sơ Vân. Không biết ta thu được ngọn lửa này, liệu có giúp ích gì cho việc nâng cao thực lực của ta hay không? Hệ thống, nếu ta hấp thu cưỡng chế ngọn lửa này thì sẽ thế nào? Sẽ đột phá đến cửu tinh đầu thánh sao? Chủ nhân hiện đang sở hữu thanh liên yêu hỏa, có thể dựa vào thực lực của bản thân để áp chế Huyền Hoàng Viêm. Như vậy thực lực có thể đột phá đến cửu tinh đầu thánh. Nhắc nhở chủ nhân, loại bảo vật tinh hoa trời đất này chắc chắn có yêu thú kỳ dị bảo vệ. Nếu chủ nhân giết cả yêu thú, lấy được hộ ma của nó, luyện hóa cùng với ngọn lửa, vậy có thể đột phá đến cực tinh đầu thánh trung kỳ. Ra đi, đừng trốn tránh nữa. Ngươi là thần, sao lại đến đây trộm bảo bối của ta? Nhanh chóng trả lại, nếu không, ta sẽ không để ngươi rời khỏi nơi này. Rõ ràng đã hóa hình, không tệ, yêu thú cấp cao, thực lực bán thánh. Ta là ai không quan trọng. Mặc dù ta và ngươi không thù không oán, nhưng ta mang trên mình thù hận sâu nặng. Nhiệm vụ phát triển gia tộc, hôm nay ngươi nhất định bị ta giết. Chết đi, muốn chạy? Không cửa nào. Ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn giao ra Huyền Hoàng Nham. Có bản lĩnh thì đến lấy đi. Tìm chết, xin ta ra chiêu toàn lực. Kỹ thuật tầm thường. Không chơi với ngươi nữa, phá cho ta. Đã đến lúc tìm một chỗ để bế quan đột phá. Ha ha, không ngờ đế quốc Sơ Vân lại có cường giả như vậy. Nhìn vào khí thế, ít nhất cũng là cấp bậc đấu thánh. Trong đế quốc Sơ Vân, chưa từng nghe nói có cường giả nào cao hơn đấu tông tồn tại. Ngươi là tiểu bối từ đâu đến, dám quấy rầy ta đột phá, tìm chết. Ngươi là người của Hồn tộc. Hừ, giữ mạng chó của ngươi, nhanh chóng cút đi, nếu không thì giết sạch. Để người của Hồn tộc về báo tin, cho họ biết đã có cường giả dám ra tay với họ. Tiêu thần, ngươi là tội nhân của tộc Tiêu. Sao lại thế? Ai đó có thể điều khiển tư tưởng của ta? Sau này sẽ điều tra rõ ràng. Không ngờ, luyện hóa ma hạch và Huyền Hoàng Viêm lại có thể giúp ta đột phá đến cực tinh đầu thánh trung kỳ. Nếu ta tìm thêm một ngọn lửa dị hỏa nữa, vậy chẳng phải là có thể đột phá trực tiếp đến cực tinh đỉnh phong sao? Hiệu quả chủ nhân là đúng, nhưng dựa vào thực lực của bản thân để hấp thu dị hỏa, ngươi tối đa chỉ có thể hấp thu 3 loại dị hỏa. Cũng đủ rồi, ba loại dị hỏa đạt đến cửu tinh đỉnh phong, đủ để chống lại Hồn Thiên Đế. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới. Hiện tại chủ nhân là cửu tinh đầu thánh trung kỳ, thực lực ở lục địa này thuộc hàng đỉnh cao. Nhiệm vụ 1, đến Thiên Mục giải cứu Tiêu Huyền, nhận được thiên giai đấu kỵ Côn Sơn Kháo. Nhiệm vụ 2, đến Cốc Đế Động Phủ giải phóng Trúc Khôn, thu phục Trúc Khôn vào liên minh, nhận được linh hồn cảnh giới nâng lên thiên cảnh đại viên mãn. Nhiệm vụ 3, với thực lực hiện tại, đến Hồn tộc náo loạn một trận và rút lui toàn bộ, nhận được phương pháp trọng tổ đầu thánh thân thể. Ba nhiệm vụ hệ thống, ta có thể chọn nhận hết tất cả không? Chủ nhân có thể chọn nhận một nhiệm vụ, hoặc cũng có thể chọn nhận nhiều nhiệm vụ. Vậy ta chọn nhận cả ba nhiệm vụ. Trước tiên lấy được phương pháp trọng tố thân thể, sau đó đi giải cứu Tiêu Huyền, rồi đi giải phóng lão Long Hoàng Trúc. Như vậy, liên minh của ta lại có thể tăng cường thêm không ít lực chiến, cuộc chiến với Hồn tộc sẽ có thêm vài phần thắng. Tiểu bối từ đâu đến, dám giọng mó Hồn tộc của ta? Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đừng trốn nữa, ra đây cho ta.
Ngươi gọi đó là uy áp sao? Ta sẽ dạy ngươi thế nào là uy áp. Dám hỏi, tiên sinh là ai? Dám đến hồn tộc của ta ra tay, ngươi có nên suy nghĩ kỹ chưa? Nhiều lời quá, ta sẽ ra tay. Ngươi có thể làm gì? Thiên Cang Tam Thập Lục Phủ, Đao Quảng Phủ, hỗ trợ. Tiên sinh là ai? Cửu Tinh Đầu Thánh ra tay. Đây không phải là bắt nạt người sao? Ngươi nói ngươi là người của gia tộc nào? Có phải là Cổ Nguyên? Tên này, lục địa Trung Châu chỉ có Cổ Nguyên là Cửu Tinh Đầu Thánh. Cổ Nguyên, ngươi đừng ẩn nấp nữa. Ngươi chính là hư vô, thôn diễm, tốc độ cũng được. Chỉ là thực lực hơi yếu. Tiếp ta một chiều nữa thử xem. Tên khốn kiếp này, nên là ra chiêu tấn công cấp bậc này. Mọi người mau tập hợp sức mạnh cùng nhau chống đỡ. Không trách hắn có gan lớn như vậy. Hóa ra là thanh niên yêu hỏa, hắn đã thu được. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Thôi, diệt luôn đi. Vừa hay có thể thu phục hư vô, thôn diếm, ha 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 ha. Ngạo mạn. Ngươi là ai? Đến hồn tộc của ta có việc gì? Cho dù mục đích của ngươi là gì, nghĩa là ngươi dám khiêu khích hồn tộc của ta, ta sẽ giữ ngươi lại để trò chuyện. Ngươi chính là hồn thiên đế. Ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn không giữ được ta. Hôm nay đến đây thôi, hôm nay chỉ là đến chào hỏi. Sau này ta sẽ còn đến nữa. Khi ta đến lần sau, chính là lúc diệt hồn tộc các ngươi. Chuẩn bị sẵn cổ chờ ta chặt. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi. Hồn thiên đế, 别人他跑了. You can you up, 此人实力不在你我之下. 就算我全力以赴，可能也是两败俱伤。赶紧走，以免此人回来。 Mọi người động tác lên, đừng lười biếng. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi đang làm gì vậy? Đợi ư, hóa ra là tổ tiên trở về. Rảnh rỗi, dẫn tộc nhân tập thể dục dưỡng sinh. Ta đến đây có việc quan trọng muốn nói. Nói thêm một chút đi. Được, ngươi đi theo ta. Các ngươi tiếp tục luyện tập. Tiểu tử ngươi, thực lực tiến bộ nhanh như vậy, đã đến đấu hoàng rồi. Không tệ. Cảm ơn tổ tiên ban tặng đan dược. Ta may mắn đột phá đấu hoàng. Tiêu Viêm tiểu tử kia hiện tại thực lực thế nào? Hiện tại ở đâu? Tiêu Viêm hiện tại thực lực hẳn là đã đạt đến đấu vương đỉnh phong. Đang chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm, hẳn là đang trên đường đến Vân Nam Tông. Không ngờ hẹn ước 3 năm lại đến nhanh như vậy. Ta muốn đi xem thử, Vân Sơn tên kia hiện tại thực lực thế nào? Lực lượng của gia tộc Tiêu hiện tại ra sao? Tổ tiên, từ khi ta tiến bộ đến đấu hoàng, đã thống nhất thành ương thán. Hiện tại đang cân nhắc có nên chuyển về đế đô hay không? Không biết thực lực của ta tăng lên, hoàng thất có khinh thường ta hay không? Theo ý của ngươi mà làm, nhưng đừng để lộ sự tồn tại của ta. Khi gia tộc Tiêu gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Được, ta đi đến Vân Lam Tông một chuyến. Tốt, tiếp tục luyện tập. Hóa ra là đang tu luyện ở đây. Không tệ, trong thời gian ngắn đột phá đến đấu ngũ tinh, đấu tông là kỳ tài tu luyện. Hóa ra là tiền bối đến thăm. Nhờ ơn của tiền bối, có chút tiến bộ. Báo cáo với tiền bối, trong thời gian tiền bối đế quốc Gia Ma đã xảy ra chuyện gì? Khi tiền bối không có mặt, ta đã đạt được thỏa thuận với hoàng thất. Họ đã quy phục tiền bối. Dĩ nhiên, ta sẽ không tiết lộ thân phận của tiền bối. Gia tộc Tiêu cũng đã thống nhất thành ương thán. Ba vị bán thánh mà tiền bối sắp xếp cũng theo sự sắp xếp của ta, đã tiến vào cảnh tu luyện. Theo lệnh của tiền bối, cố gắng hết sức để không lộ thực lực, để tránh thu hút sự chú ý của các thế lực Trung Châu. Gia Hình Thiên cũng đã đột phá đến đấu tông. Rất tốt, hẹn ước 3 năm đã chuẩn bị xong. Na Lan Yên Nhiên hiện tại, thực lực thế nào? Nhờ sự giúp đỡ của tiền bối, hiện tại thực lực của Na Lan Yên Nhiên đã đạt đến ngũ tinh đấu vương, nên có thể đối phó được. Hẹn ước 3 năm, phải tiến hành đúng hạn, không được ngăn cản, cũng không được thả nước, phải toàn lực ứng phó. Ta còn có việc, những việc còn lại người sắp xếp đi. Ngoài ra, chuẩn bị quân đội, mở rộng lãnh thổ. Vậy là chuẩn bị quân đội để mở rộng lãnh thổ.
đây chính là gia tộc Tiêu. Nhìn bề ngoài thì bình thường thôi, không ngờ lại có đấu khí xuất hiện. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi, trước tiên bắt tộc trưởng Tiêu ra, sau này tài nguyên tu luyện của chúng ta sẽ dồi dào không ngừng. Không ngờ bằng trận mà tổ tiên bố trí lại có thể giết được cường giả đấu tông, có thể thấy được thực lực của tổ tiên khủng bố vô cùng. Nhanh chóng bố trí đi, về đế đô, thời kỳ tốt đẹp của chúng ta sắp đến. Hệ thống, ngươi nói phương pháp trọng tố thân thể là gì? Trọng tố như thế nào? Linh hồn của Tiêu Huyền còn tồn tại, tìm được một bộ khung xương đầu thánh. Cấp bậc càng cao, độ tương hợp càng mạnh, thực lực phục hồi càng mạnh. Sau khi ăn viên hoàn hồn đan này, thêm sự luyện hóa của thanh niên yêu hòa của ngươi, cho Tiêu Huyền vào trong cơ thể vào thời điểm thích hợp, không đến một canh giờ là có thể phục sinh. Tìm một bộ thân thể đấu thánh phải lựa chọn kỹ một chút. Đấu thánh cấp thấp không được, ít nhất phải là bát tinh đấu thánh trở lên. Cửu tinh đấu thánh đánh nhau chắc hai bên đều bị thương, khó đối phó. Bát tinh đấu thánh tìm ở đâu? Gia tộc cổ, hồn tộc, gia tộc lôi, gia tộc diễm, thiếu một bát tinh đấu thánh, đoán chừng gia tộc nào đều phải cùng ta Tiêu tộc làm địch. Mục tiêu hồn tộc, nhưng bát tinh đấu thánh của hồn tộc chủ yếu ở hồn giới, không thể vào. Vậy phải làm sao? Hệ thống, ngươi có cách nào để thu được một bộ bát tinh hoặc là cửu tinh đấu thánh? Ta cũng không có cách nào, nhưng ta có thể nói cho chủ nhân biết. Hai tháng sau, di tích cổ xưa ở Tây Vực Trung Châu sẽ mở cửa. Bên trong có di tích đấu thánh. Hơn nữa, đấu thánh này khi còn sống là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Chủ nhân có thể thử xem. Cũng được, đi một chuyến. Vị huynh đài này, cửu vi cao như vậy, chắc hẳn cũng là vì di tích đấu thánh cổ xưa này mà đến. Mê mơ, đúng vậy, sao nhiều người như vậy, tất cả đều là vì di tích cổ xưa này mà đến sao? Sao còn chưa mở ra? Tiên sinh không biết, bên trong di tích cổ xưa có rất nhiều thứ tốt, các thế lực lớn của Trung Châu đều sẽ đến đây để tranh giành. Hiện tại có thiên yêu hoàng phong vị cách, tinh vân cách, còn có hồn điện đang ẩn náu. Bây giờ đã mở cửa, nhanh chóng tiến vào thôi. Đến lượt ta rồi. Đây chính là khung xương đầu thánh, mang về nghiên cứu cách tu luyện. Có ta Mục Thanh Loan ở đây, các ngươi đừng hòng nhúng chàm. Ngạo mạn, tiểu tiểu đấu tông, dám nói bậy trước mặt bổn thánh. Nếu là bổn thánh thì sao? Không biết tiên sinh là người của thế lực nào ở Trung Châu? Là ngũ tinh đấu thánh, thực lực cường giả trở lên, lại đến xen vào tài nguyên của tiểu bối. Điều này không phù hợp với quy tắc của đấu khí đại lục đâu. Ngươi quản quy tắc à? Ta chính là quy tắc. Ra đi, theo dõi ta một đường rồi. Tiên sinh thật sự nhạy bén, nhưng đồ mà thiên yêu hoàng tộc ta đã nhắm đến, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Khuyên ngươi nên giao lại bộ khung xương, nếu không thì sao nào? Muốn đến cướp các người cũng không cần nhắc kỹ. Nếu không phải là không muốn kết thù với các người, ta sẽ không phí lời với các người ở đây. Vậy này, các ngươi mau rời đi, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Thiên yêu hoàng tộc chúng ta làm sao có thể bị người khác uy hiếp? Đại tỷ đầu, một mình tỷ không làm được sao? Côn hoàng lão đệ, cùng nhau bắt hắn. Được rồi, vậy thì chơi với các ngươi một lúc. Tốc độ cũng được, thực lực kém một chút. Được rồi, không chơi với các ngươi nữa. Kết thúc rồi, thiên căng tam thập độc trưởng, bất tử thần trưởng, lại thêm một chiêu. Được rồi, tinh thần sảng khoái, đến đây thôi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.